Mến chào tất cả quý vị đến với kênh Thầy Thắng Công Chức. Xin mời quý vị cùng chương trình khám phá nội dung sau đây. Quý vị thân mến, dự án kênh đào Phù Nam với tham vọng kết nối sông Mekong với vịnh Thái Lan đang trở thành tâm điểm chú ý khi chính quyền Campuchia tỏ ra cứng rắn trong việc thúc đẩy dự án, bất chấp những quan ngại từ phía Việt Nam. Tuyên bố của Chủ tịch Thượng viện Campuchia, ông Hun Sen, vào ngày 26 tháng trước, khẳng định không nhượng bộ hay đàm phán với bất kỳ quốc gia nào về kênh đào Phù Nam, cùng quyết tâm khởi công dự án vào tháng 8 tới, cho thấy rõ lập trường cứng rắn của Campuchia. Lập trường này của Campuchia, theo một số nguồn tin, xuất phát từ việc dự án nhận được sự ủng hộ từ Trung Quốc. Dự án được dự kiến sẽ có tổng lượng hàng hóa lưu thông lên đến 7 triệu tấn mỗi năm, hứa hẹn mang lại lợi ích kinh tế đáng kể. Tuy nhiên, những tác động tiêu cực tiềm ẩn của nó đối với dòng chảy và hệ sinh thái sông Mekong, đặc biệt là vùng đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam, là điều không thể bỏ qua. Nhiều chuyên gia cảnh báo kênh đào Phù Nam có thể làm thay đổi dòng chảy sông Mekong, gây hậu quả nghiêm trọng cho an ninh nguồn nước và sinh kế của người dân đồng bằng sông Cửu Long. Việt Nam đã liên tục kêu gọi Campuchia cân nhắc các rủi ro môi trường, tránh đẩy khu vực vào tình trạng khủng hoảng sinh thái. Liệu Campuchia có sẵn sàng đối thoại và điều chỉnh dự án để tránh những hậu quả tiềm ẩn này hay không? Quý vị có cùng thắc mắc về câu hỏi này, hãy ở lại và theo dõi video để tìm câu trả lời nhé! Kính thưa quý vị, để đảm bảo sự thành công của các bản tin phát sóng, đội ngũ biên tập và sản xuất đã dành rất nhiều thời gian, công sức và tâm huyết. Mỗi chương trình được thực hiện đều là sự nỗ lực và nghiên cứu kỹ lưỡng để mang đến cho quý vị những thông tin chính xác. Vì vậy, rất mong quý vị hãy dành ra vài giây để ủng hộ đội ngũ bằng cách bấm vào nút thích dưới video. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Xin mời quý vị tiếp tục khám phá nội dung. Quý vị thân mến, trước thái độ kiên quyết của Campuchia, Việt Nam đã có những động thái phản ứng linh hoạt và khôn khéo. Thay vì đối đầu trực tiếp, Việt Nam lựa chọn con đường ngoại giao mềm mỏng nhưng đầy tính chiến lược. Ủy ban sông Mekong Việt Nam đã chủ động đề nghị Campuchia chia sẻ thông tin chi tiết về dự án, bao gồm báo cáo khả thi, đánh giá tác động môi trường và đề xuất hợp tác nghiên cứu chung. Việt Nam cũng khéo léo vận dụng các diễn đàn quốc tế như Ủy hội sông Mekong quốc tế để nêu lên những quan ngại về dự án và kêu gọi sự ủng hộ từ cộng đồng quốc tế trong việc đảm bảo sử dụng nguồn nước sông Mekong một cách bền vững và công bằng. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng tận dụng những dịp gặp gỡ song phương như chuyến thăm của Phó Thủ tướng Campuchia nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, để khẳng định mối quan hệ láng giềng, hữu nghị, truyền thống, đồng thời khéo léo nhắc nhở Campuchia về trách nhiệm chung trong việc bảo vệ lợi ích của cả hai nước. Có thể thấy, chiến lược lạt mềm buộc chặt của Việt Nam đang phát huy hiệu quả. Campuchia dù vẫn khẳng định quyết tâm xây dựng kênh đào Phù Nam, nhưng cũng đã có những dấu hiệu mềm mỏng hơn, thể hiện qua việc cam kết thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và giải quyết các vấn đề liên quan đến cộng đồng người Việt tại Campuchia. Tuy nhiên, con đường phía trước vẫn còn nhiều chông gai. Vấn đề then chốt là Campuchia cần phải nhận thức rõ ràng rằng hợp tác dựa trên tinh thần thiện chí và tôn trọng lợi ích của nhau mới là chìa khóa cho sự phát triển bền vững. Và bất kỳ toan tính nào dựa trên sự ủng hộ của các cường quốc bên ngoài đều có thể gây ra những hệ lụy khó lường. Dự án kênh đào Phù Nam của Campuchia dù được quảng bá là giải pháp thúc đẩy kinh tế, giao thông và tưới tiêu cho khu vực Tây Nam lại đang tạo ra làn sóng lo ngại về những tác động khó lường đối với hạ nguồn sông Mekong, đặc biệt là đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam. Trong các cuộc họp tham vấn quốc tế về dự án, đại diện Việt Nam đã thẳng thắn bày tỏ quan ngại về nguy cơ suy giảm nguồn nước, xâm nhập mặn và ảnh hưởng đến sinh kế của hàng triệu người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long. Dự án với việc chuyển nước từ sông Bát Sát, một nhánh quan trọng của sông Mekong, ra cảng biển, có thể làm thay đổi dòng chảy tự nhiên, gây thiếu hụt nước ngọt cho sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng. Mặc dù thông tin chính thức từ Campuchia khẳng định, kênh đào Phù Nam chỉ phục vụ mục đích giao thông, nhưng những tuyên bố của lãnh đạo cấp cao nước này, cộng thêm thông tin từ báo chí, lại cho thấy dự án còn nhắm đến mục tiêu tưới tiêu và phát triển kinh tế cho vùng Tây Nam Campuchia. Điều này càng làm dấy lên lo ngại về việc Campuchia có thể sử dụng kênh đào để kiểm soát nguồn nước Mekong, gây ảnh hưởng đến an ninh nguồn nước của Việt Nam. Đáng tiếc là đến nay, Campuchia vẫn chưa công khai minh bạch thông tin về thiết kế, vận hành, cũng như đánh giá tác động môi trường của dự án. Sự thiếu minh bạch này khiến Việt Nam và cộng đồng quốc tế lo ngại về khả năng dự án sẽ gây ra những hệ lụy khôn lường cho toàn bộ dòng Mekong. Trước thái độ kiên quyết của Campuchia, thể hiện qua tuyên bố cứng rắn của
cả cựu Thủ tướng Hun Sen và Thủ tướng Hun Manet. Việt Nam vẫn kiên trì kêu gọi Campuchia chia sẻ thông tin, hợp tác nghiên cứu chung và tìm kiếm giải pháp dung hòa lợi ích của tất cả các quốc gia trong lưu vực sông Mekong. Phát biểu của Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam tại họp báo thường kỳ khẳng định ủng hộ phát triển kinh tế của các nước ven sông Mekong, nhưng phải đi đôi với việc đảm bảo sử dụng nguồn nước một cách bền vững, hiệu quả và công bằng. Chính là lời khẳng định rõ ràng nhất cho lập trường của Việt Nam. Có thể thấy, Việt Nam đang nỗ lực hết mình để bảo vệ lợi ích quốc gia trên tinh thần hợp tác và tôn trọng lẫn nhau. Tuy nhiên, để giải quyết bài toán kênh đào Phù Nam một cách triệt để, cần có sự chung tay và thiện chí của tất cả các bên liên quan, đặc biệt là Campuchia, với tinh thần trách nhiệm và tầm nhìn chiến lược cho sự phát triển bền vững của toàn bộ khu vực sông Mekong. Việt Nam luôn thể hiện rõ quan điểm về dự án kênh đào Phù Nam, ủng hộ sự phát triển của Campuchia, nhưng phải dựa trên tinh thần hợp tác minh bạch và tôn trọng lợi ích của các quốc gia ven sông Mekong. Thông điệp nhất quán này được truyền tải qua nhiều kênh ngoại giao, từ các cuộc họp tham vấn quốc tế, tuyên bố chính thức của Bộ Ngoại giao đến các cuộc gặp gỡ song phương cấp cao. Trong buổi tiếp đón Phó Thủ tướng Campuchia, Net Savoyun, nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, lãnh đạo Việt Nam đã khéo léo lồng ghép thông điệp này vào không khí hữu nghị, nhắc nhở về truyền thống đoàn kết, chiến đấu và cùng nhau phát triển của ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ láng giềng tốt đẹp và mong muốn thúc đẩy hợp tác toàn diện, hiệu quả trên mọi lĩnh vực vì lợi ích của nhân dân hai nước. Tuy nhiên, Thủ tướng cũng nhấn mạnh rằng hợp tác phải dựa trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và cùng nhau giải quyết thách thức, trong đó có những quan ngại của Việt Nam về dự án kênh đào Phù Nam. Việt Nam đề nghị Campuchia hợp tác chặt chẽ, minh bạch thông tin, cùng đánh giá tác động của dự án đối với nguồn nước và môi trường, đặc biệt là vùng đồng bằng sông Cửu Long, để đảm bảo hài hòa, lợi ích của tất cả các quốc gia ven sông. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng thể hiện thiện chí và mong muốn thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực khác như tạo điều kiện cho người gốc Việt tại Campuchia ổn định cuộc sống, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đầu tư kinh doanh, góp phần củng cố mối quan hệ song phương. Việc Việt Nam khéo léo lồng ghép thông điệp về kênh đào Phù Nam trong bối cảnh kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ mang nhiều ý nghĩa. Nó không chỉ nhắc nhở về quá khứ chiến đấu oanh liệt vì độc lập tự do của ba nước, mà còn khẳng định mong muốn chung tay xây dựng một tương lai hòa bình, phát triển thịnh vượng, trong đó dòng Mekong vẫn mãi là dòng sông của hòa bình, hữu nghị và hợp tác. Trong bối cảnh dự án kênh đào Phù Nam gây nhiều tranh cãi, việc Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc lại ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ, sự kiện gắn kết ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia trong cuộc đấu tranh giành độc lập là một thông điệp ngoại giao đầy ý nghĩa. Thông điệp này không chỉ khơi gợi lại quá khứ hào hùng mà còn ngầm nhắn nhủ về truyền thống đoàn kết, tương trợ lẫn nhau của ba nước. Như lời khẳng định, Việt Nam từng hết lòng giúp đỡ Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng, giành lại độc lập tự chủ. Việc Việt Nam ngày nay vì lợi ích riêng mà phớt lờ quan ngại của Việt Nam về dự án kênh đào, thậm chí có những phát ngôn cứng rắn thiếu tôn trọng, khiến nhiều người cảm thấy Campuchia đang ăn cháo đá bát, vô ơn với ân tình năm xưa. Hơn nữa, thông điệp của Thủ tướng Phạm Minh Chính còn hàm chứa lời cảnh báo, Việt Nam luôn mong muốn duy trì mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, nhưng cũng không ngại ngần bảo vệ lợi ích quốc gia. Nếu Campuchia tiếp tục làm ngơ trước những quan ngại chính đáng của Việt Nam để cho các thế lực bên ngoài lợi dụng, gây ảnh hưởng đến an ninh khu vực, thì chính Campuchia sẽ là người chịu thiệt thòi đầu tiên. Dường như thấu hiểu ẩn ý trong thông điệp của Việt Nam, Phó Thủ tướng Campuchia Net Savoyun đã có những phản hồi tích cực. Ông khẳng định Campuchia coi trọng quan hệ với Việt Nam và mong muốn tăng cường hợp tác, thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Cam kết tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và thúc đẩy hợp tác kinh tế, đặc biệt là kinh tế biên mậu, cho thấy Campuchia đang nỗ lực hàn gắn quan hệ, xoa dịu căng thẳng với Việt Nam. Tuy nhiên, đường dài mới biết ngựa hay, những lời hứa hẹn vẫn cần được chứng minh bằng hành động cụ thể. Việc Campuchia có được thực sự thay đổi thái độ hợp tác với Việt Nam, giải quyết bài toán kênh đào Phù Nam một cách công bằng và minh bạch hay không, vẫn cần thêm thời gian để kiểm chứng. Dẫu vậy, với cách tiếp cận lạt mềm buộc chặt, kết hợp khéo léo giữa ngoại giao và kinh tế, Việt Nam đang từng bước dẫn dắt tình hình theo hướng có lợi cho mình, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền và lợi ích quốc gia trên trường quốc tế. Mặc dù có những tín hiệu tích cực từ phía Campuchia sau chuyến thăm của Phó Thủ tướng Net Savoyun đến Việt Nam, nhưng nhìn nhận một cách thực tế, chúng ta không nên quá lạc quan về sự thay đổi trong lập trường của quốc gia láng giềng về vấn đề kênh đào Phù Nam.
lợi ích kinh tế, ngoại giao và thương mại to lớn từ mối quan hệ với Việt Nam, một đối tác quan trọng trong khu vực và trên trường quốc tế, là điều mà Campuchia khó có thể bỏ qua. Kim ngạch thương mại song phương tăng trưởng ấn tượng 14% trong 3 tháng đầu năm 2024, đạt gần 3 tỷ đô la Mỹ, là minh chứng rõ ràng cho tiềm năng hợp tác to lớn giữa hai nước. Tuy nhiên, chính trường quốc tế luôn biến động khó lường. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của Trung Quốc như một cường quốc với tiềm lực kinh tế và quân sự hùng mạnh đã tạo ra những tác động không nhỏ đến cục diện chính trị khu vực, trong đó có Campuchia. Những tuyên bố cứng rắn, thiếu tôn trọng của Campuchia về dự án kênh đào Phù Nam, bất chấp những quan ngại chính đáng của Việt Nam, cộng thêm việc phớt lờ lời kêu gọi đối thoại và hợp tác minh bạch, khiến nhiều người tin rằng Campuchia đang muốn dựa hơi Trung Quốc để củng cố vị thế, bất chấp nguy cơ gây phương hại đến mối quan hệ láng giềng. Việc Campuchia liên tục thay đổi thái độ, khi thì tỏ ra lạnh nhạt, khi thì lại lên tiếng ca ngợi và tri ân Việt Nam, cho thấy sự toan tính và thiếu chân thành trong cách hành xử của quốc gia này. Có lẽ Campuchia đang cố gắng chơi bài nước đôi, vừa muốn nhận viện trợ và lợi ích từ Trung Quốc, vừa không muốn đánh mất mối quan hệ truyền thống với Việt Nam. Tuy nhiên, chơi dao có ngày đứt tay, chính sách ngoại giao mập mờ, thiếu nhất quán của Campuchia có thể khiến họ tự đẩy mình vào thế cô lập, đánh mất lòng tin của bạn bè quốc tế. Và cuối cùng, chính Campuchia sẽ là người phải trả giá đắt. Liệu Campuchia có thức tỉnh trước khi quá muộn? Liệu họ có nhận ra rằng hợp tác chân thành và tôn trọng lẫn nhau mới là chìa khóa cho hòa bình, ổn định và phát triển bền vững không? Quý vị đừng ngần ngại chia sẻ ý kiến của mình dưới phần bình luận để ủng hộ kênh nhé! Lễ kỷ niệm 47 năm hành trình lật đổ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ 20 tháng 6 năm 1977, 20 tháng 6 năm 2024 do Campuchia tổ chức đã trở thành tâm điểm chú ý khi chính quyền nước này bất ngờ có những phát biểu quay xe ca ngợi sự giúp đỡ của Việt Nam trong quá khứ. Sự kiện diễn ra long trọng với sự tham dự của lãnh đạo cấp cao hai nước, trong đó có Thủ tướng Hun Manet và đại diện phía Việt Nam là Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Huy Tăng, cùng nhiều quan chức khác. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Hun Manet đã không tiếc lời ca ngợi mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, đồng thời nhấn mạnh vai trò quan trọng của Việt Nam trong cuộc chiến lật đổ chế độ diệt chủng, giúp Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng và hồi sinh phát triển như ngày nay. Những lời tri ân này của Campuchia khiến nhiều người không khỏi bất ngờ, bởi trước đó, chính quyền nước này, đặc biệt là cựu Thủ tướng Hun Sen, từng có những phát ngôn và hành động cứng rắn, thiếu tôn trọng Việt Nam trong vấn đề kênh đào Phù Nam. Vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến sự xoay trục 180 độ này của Campuchia? Phải chăng đằng sau những lời lẽ hoa mỹ và những cái bắt tay, nụ cười xã giao là toan tính chính trị khó lường? Câu trả lời không hề đơn giản. Có thể thấy, việc Campuchia bất ngờ nhớ ơn Việt Nam diễn ra trong bối cảnh quốc tế phức tạp khi Trung Quốc đang gia tăng ảnh hưởng mạnh mẽ trong khu vực. Nhắc lại lịch sử năm 1977, chính Trung tá Hun Sen đã phải chạy sang Việt Nam cầu cứu nhờ sự giúp đỡ của Việt Nam để thành lập mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia, lật đổ chế độ diệt chủng. Có lẽ Campuchia đang muốn lấy lòng Việt Nam, xoa dịu dư luận trong bối cảnh quan hệ hai nước đang căng thẳng vì dự án kênh đào Phù Nam. Việc Campuchia trao huân chương cho 17 cá nhân Việt Nam có đóng góp trong việc tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ cũng là một động thái làm đẹp hình ảnh, thể hiện sự biết ơn dù có phần muộn màng đối với sự hy sinh của Việt Nam. Tuy nhiên, lịch sử đã chứng minh rằng bán anh em xa, mua láng giềng gần chưa bao giờ là chiến lược khôn ngoan. Campuchia cần hiểu rằng sự chân thành và tin tưởng lẫn nhau mới là nền tảng vững chắc cho mối quan hệ bền vững. Vậy gió chiều nào che chiều ấy và thiếu nhất quán trong đường lối ngoại giao chỉ khiến Campuchia đánh mất lòng tin của bạn bè quốc tế, tự đẩy mình vào thế ngồi trên hổ, khó bề kiểm soát. Màn xoay vần ngoại giao của Campuchia từ chỗ cứng rắn và thách thức sang hòa hoãn và tri ân Việt Nam đã khiến dư luận không khỏi đặt câu hỏi về động cơ thực sự đằng sau. Phải chăng ẩn sau những lời lẽ hoa mỹ là toan tính chính trị lạnh lùng nhằm tối đa hóa lợi ích quốc gia? Có lẽ chính những chỉ trích từ cộng đồng mạng Việt Nam và quốc tế về thái độ vô ơn và ăn cháo đá bát của Campuchia trong vấn đề kênh đào Phù Nam đã khiến chính quyền nước này phải dè chừng. Những lời chỉ trích ấy không chỉ ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân ông Hun Sen mà còn tác động tiêu cực đến hình ảnh của Campuchia trên trường quốc tế. Nhận thức được điều đó, Campuchia buộc phải có những điều chỉnh trong những cách hành xử nhằm xoa dịu dư luận,
ghi điểm với Việt Nam và cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, động cơ sâu xa hơn có lẽ nằm ở bài toán kinh tế và chính trị phức tạp mà Campuchia đang phải đối mặt. Về kinh tế, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ ba của Campuchia, chỉ sau Trung Quốc và Hoa Kỳ. Kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước năm 2023 đạt gần 10 tỷ đô la Mỹ và hai bên đã đặt mục tiêu nâng con số này lên 20 tỷ đô la Mỹ trong tương lai. Rõ ràng, Campuchia không thể mạo hiểm đánh mất thị trường xuất khẩu quan trọng và nguồn đầu tư viện trợ quý giá từ Việt Nam. Về chính trị, Campuchia đang đứng trước bài toán cân bằng quan hệ với hai cường quốc là Trung Quốc và Việt Nam. Việc ngả hẳn về Trung Quốc, ủng hộ các dự án chiến lược của nước này có thể giúp Campuchia nhận được viện trợ kinh tế và quân sự. Tuy nhiên, điều này cũng khiến Campuchia phụ thuộc, thậm chí trở thành con bài trong tay Trung Quốc. Nhìn lại lịch sử, Campuchia từng là nạn nhân của chính sách bành trướng của Trung Quốc. Nỗi ám ảnh về nạn diệt chủng Khmer Đỏ, mà trong đó Trung Quốc đóng vai trò không nhỏ, vẫn còn ám ảnh Campuchia cho đến tận ngày nay. Chính vì vậy, Campuchia hiểu rõ hơn ai hết rằng không thể đặt tất cả trứng vào cùng một giỏ. Việc duy trì quan hệ hòa hảo với Việt Nam là cách để Campuchia chia lửa, tạo thế cân bằng trong khu vực, tránh rơi vào thế bị động và phụ thuộc hoàn toàn vào Trung Quốc. Có thể thấy, Campuchia đang cố gắng lấy lòng cả hai ông lớn trong khu vực, vừa muốn nhận lợi ích từ Trung Quốc, vừa không muốn đánh mất mối quan hệ truyền thống với Việt Nam. Tuy nhiên, chính sách nước đôi này tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nếu không khéo léo, Campuchia có thể mất cả chì lẫn chài, tự đẩy mình vào thế cô lập và đánh mất niềm tin của bạn bè quốc tế. Campuchia với chính sách ngoại giao linh hoạt có thể xem là đang thể hiện sự khôn khéo trong việc ứng xử với các nước lớn, trong đó có Việt Nam. Họ vừa muốn tranh thủ lợi ích từ Trung Quốc, vừa không muốn đánh mất mối quan hệ truyền thống với Việt Nam. Tuy nhiên, sự khôn khéo ấy đôi khi lại tiềm ẩn nguy cơ trở thành sự toan tính thiếu chân thành. Trong bất kỳ mối quan hệ nào, dù là tình bạn hay quan hệ quốc tế, lòng tin và sự chân thành luôn là yếu tố tiên quyết, là nền tảng vững chắc nhất. Việc Campuchia liên tục thay đổi thái độ với Việt Nam một cách khó lường, khi thì cứng rắn thách thức, khi lại hòa hoãn nịnh nọt, cho thấy sự thiếu nhất quán và thiếu tin tưởng trong cách hành xử của quốc gia này. Cách hành xử ấy có thể mang lại lợi ích nhất thời, nhưng về lâu dài sẽ khiến Campuchia đánh mất uy tín và khó có thể xây dựng được mối quan hệ bền vững với bất kỳ quốc gia nào. Campuchia cần hiểu rằng Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ láng giềng hữu nghị và sẵn sàng hợp tác giúp đỡ Campuchia phát triển. Tuy nhiên, Việt Nam cũng kiên quyết bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia. Sự chân thành, tôn trọng lẫn nhau, cùng nhau giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại và hợp tác mới là con đường bền vững để vun đắp mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước. Hy vọng rằng Campuchia sẽ có những điều chỉnh trong chính sách đối thoại của mình, hướng đến sự minh bạch, tin cậy và cùng có lợi, để hai nước Việt Nam-Campuchia có thể tiếp tục kề vai sát cánh cùng nhau xây dựng một khu vực Đông Nam Á hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng. Liệu Campuchia có thể tìm ra con đường cân bằng giữa việc duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Việt Nam và tranh thủ lợi ích từ các nước lớn khác mà vẫn giữ vững lòng tin từ cộng đồng quốc tế? Quý vị đừng ngần ngại chia sẻ ý kiến của mình dưới phần bình luận để ủng hộ kênh nhé! Việt Nam đã bắt đầu các hoạt động bồi lấp và mở rộng đảo tại Biển Đông từ khoảng 10 năm trước, nhưng ban đầu ít thu hút sự chú ý do Trung Quốc mới là tâm điểm chính trong khu vực. Tuy nhiên, trong vài năm trở lại đây, báo chí và các nhà quan sát quốc tế đã bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến các hoạt động này của Việt Nam, do quy mô và tốc độ bồi lấp đảo ngày càng tăng. Theo một báo cáo gần đây từ Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á, AMTI, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2024, diện tích đảo mà Việt Nam bồi lấp đã bằng tổng diện tích của 2 năm trước đó cộng lại, cho thấy tốc độ mở rộng và tăng gấp 4 lần so với trước đây. Thông tin này đã gây sốc cho truyền thông quốc tế, đặc biệt là Trung Quốc. Thành quả này là kết quả của nhiều năm kiên trì mở rộng đảo của Việt Nam nhằm khẳng định chủ quyền tại Biển Đông. Các hoạt động bồi lấp này không chỉ giúp Việt Nam củng cố chủ quyền, mà còn nâng cao khả năng phòng thủ và phát triển kinh tế xã hội trên các đảo. Vậy quá trình này của Việt Nam đã diễn ra như thế nào? Thành quả ra sao? Và truyền thông Trung Quốc đã nói gì về điều này? Nếu quý vị có cùng thắc mắc về câu hỏi này, hãy ở lại và tiếp tục theo dõi video để tìm hiểu câu trả lời nhé! Kính thưa quý vị, để đảm bảo sự thành công của các bản tin phát sóng, đội ngũ biên tập và sản xuất đã dành rất nhiều thời gian, công sức và tâm huyết. Mỗi chương trình được thực hiện đều là sự nỗ lực và nghiên cứu kỹ lưỡng để mang đến cho quý vị những thông tin chính xác nhất.
Vì vậy, rất mong quý vị hãy dành ra vài giây để ủng hộ đội ngũ bằng cách bấm vào nút thích dưới video. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Xin mời quý vị tiếp tục khám phá nội dung. Theo báo cáo mới nhất từ các nhà nghiên cứu thuộc Sáng kiến Minh bạch Hàng hải châu Á của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Mỹ, CSIS, công bố vào tháng 6 năm 2024, Việt Nam đã tăng cường đáng kể việc nạo vét và bồi đắp các đảo ở Biển Đông trong 6 tháng qua. Việt Nam đã tạo ra diện tích đất mới gần bằng tổng diện tích đất bồi lấp trong 2 năm trước đó cộng lại, mở ra khả năng đạt kỷ lục về bồi đắp và xây dựng đảo. Tổng diện tích nạo vét và bồi lấp của Việt Nam bao gồm cả lấp đất và nạo vét các bến cảng, kênh đào tại các khu vực tranh chấp ở Biển Đông đã lên đến khoảng 2.360 mẫu Anh, gần bằng một nửa so với Trung Quốc. AMTI nhấn mạnh rằng đây là một thay đổi lớn so với cách đây 3 năm, khi tổng diện tích nạo vét và bồi đắp của Việt Nam chưa bằng 1 phần 11 so với Trung Quốc. Hiện tại, nếu xét về diện tích các tiền đồn ở Biển Đông, 3 tiền đồn lớn nhất của Trung Quốc gồm đá Vành Khăn, đá Subi và đá Chữ Thập vẫn chiếm ưu thế. Nhưng 4 tiền đồn lớn tiếp theo đều là các dạng san hô mới được mở rộng của Việt Nam, bao gồm bãi Thuyền Chài, đảo Nam Yết, đảo Phan Vinh và đá lớn. Bãi Thuyền Chài vẫn là tiền đồn lớn nhất của Việt Nam với diện tích đã tăng gần gấp đôi trong 6 tháng qua, từ 238 lên 412 mẫu Anh và chiều dài lên đến 4.318 mét. Bãi Thuyền Chài hiện là tiền đồn duy nhất của Việt Nam có tiềm năng xây dựng một đường băng dài 3.000 mét, tương tự như các đường băng mà Trung Quốc đã xây dựng tại đá Chữ Thập, đá Vành Khăn và đá Subi. Tổ chức Sáng kiến Minh bạch Hàng hải châu Á cũng nhắc lại rằng hiện nay đường băng duy nhất của Việt Nam tại quần đảo Trường Sa là đường băng dài 1.300 mét trên đảo Trường Sa lớn, đủ rộng cho hầu hết các máy bay quân sự của Việt Nam, nhưng để các máy bay vận tải, trinh thám hoặc chiến đấu cơ lớn hơn có thể cất cánh và hạ cánh, cần có một đường băng dài 3.000 mét. Cũng theo tổ chức này, hoạt động nạo vét tại đảo Phan Vinh đã mở rộng đáng kể với việc bồi đắp vượt ra ngoài tiền đồn ở mặt Đông Bắc và phần đuôi đảo phía Nam cũng được mở rộng thêm, làm cho các khu vực đã được cơi nới trước đó trở nên lớn hơn và tạo ra các kênh rộng hơn cho tàu thuyền đi qua. Việt Nam tiếp tục áp dụng phương pháp cắt rời, hút san hô hoặc nạo vét vỏ sò dưới đáy biển để hoàn thành việc bồi đắp. Phương pháp cắt rời, hút này được áp dụng rộng rãi, chẳng hạn như tại đảo Thuyền Chài. Cùng với việc tăng tốc mở rộng các đảo và bãi ngầm, Việt Nam cũng đã bắt đầu xây dựng một số cơ sở mới. Tại những khu vực này đã thiết lập tiền đồn đáng kể như bến tàu mới tại đảo Nam Yết, bến cảng mới tại đảo Trường Sa Đông. Đồng thời, một số cơ sở phòng thủ cũng đang được xây dựng thêm ở một số thực thể. Ngoài ra còn xuất hiện các bãi đáp trực thăng tạm thời, các thực thể được mở rộng như đảo Đá Lớn, Đá Lát, Đá Tiên Nữ và Đá Nam. Biển Đông là một trong những tuyến hàng hải quan trọng và có nhiều tranh chấp nhất trên thế giới. Với lượng hàng hóa trị giá hơn 3.000 tỷ đô la được vận chuyển qua đây mỗi năm. Trong bối cảnh đó, những hoạt động bồi lấp đất của Việt Nam đang khẳng định mạnh mẽ chủ quyền của đất nước đối với các hòn đảo trong khu vực. Những công bố từ AMTI có thể sẽ gây bất ngờ cho nhiều người, kể cả những ai thường xuyên theo dõi tin tức ở Biển Đông, bởi quy mô và tốc độ mở rộng đảo của Việt Nam đã được những thành công không tưởng. Đây không chỉ là cách Việt Nam đáp trả lại những hành vi ngang ngược của Trung Quốc, mà còn là lời khẳng định chủ quyền không thể chối cãi tại những hòn đảo này. Việt Nam không cần phải phô trương hay hô hào trước truyền thông quốc tế như Trung Quốc. Thay vào đó, chúng ta lặng lẽ và kiên trì thực hiện việc này như sửa sang ngôi nhà của mình. Đảo của chúng ta thì chúng ta bồi lấp, mở rộng quang minh chính đại, không cần phải báo cáo với ai và cũng không đe dọa ai để làm việc đó. Phía Trung Quốc dĩ nhiên không thể bỏ qua những thông tin gây sốc về hoạt động mở rộng đảo của Việt Nam. Truyền thông Trung Quốc liên tục có các bài viết kích động và đe dọa, bày tỏ sự bất bình trước việc này. Trang Shu News của Trung Quốc đã thể hiện một thái độ vừa ăn cắp vừa la làng, khi tuyên bố rằng không nên xem nhẹ việc Việt Nam cải tạo và mở rộng các bãi đá ngầm trái phép, cho rằng Việt Nam đang cố tình cưỡng ép Trung Quốc bằng cách đặt họ trước những sự việc đã rồi. Tổ chức Sáng kiến Theo dõi Tình hình Chiến lược Biển Đông SCFPI có trụ sở tại Bắc Kinh cũng so sánh hoạt động cải tạo và phòng thủ của Việt Nam với các hoạt động lấn biển và đào tạo trái phép của Trung Quốc, cho rằng hành động của Việt Nam là lâu dài, được che giấu và có tính chất tổng hợp, cần được cộng đồng quốc tế chú ý. Trên thực tế,
Do các đảo và bãi đá ngầm do Việt Nam chiếm đóng gần bờ biển Việt Nam hơn, nên phía Việt Nam đã tiến hành cải tạo và xây dựng đảo từ rất sớm. Tuy nhiên, Trung Quốc lại chỉ trích rằng Mỹ và các nước phương Tây thường lên án hoạt động xây dựng các đảo và đá ngầm của Trung Quốc ở Biển Đông, nhưng lại im lặng trước hành vi của Việt Nam. Điều này bộc lộ rõ sự tiêu chuẩn kép của họ. Truyền thông Trung Quốc vẫn lặp lại luận điệu cũ, khẳng định rằng Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi đối với các đảo ở Biển Đông và vùng biển lân cận, đồng thời tuyên bố sẵn sàng giải quyết tranh chấp với các nước láng giềng thông qua Hiệp thương hữu nghị song phương. Một bài viết trên tờ Sina còn khẳng định rằng Trung Quốc phải hết sức cảnh giác trước những hành động của Việt Nam ở Biển Đông, bởi Việt Nam được xem là kẻ chiến thắng lớn nhất trong cuộc chiến giành các đảo ở Biển Đông, với số đảo và bãi đá ngầm bị Việt Nam chiếm giữ lên tới 29, còn trong khi Trung Quốc chỉ kiểm soát 9 đảo và bãi đá ở quần đảo Trường Sa. Tờ báo này cũng thường xuyên cảnh báo rằng Việt Nam có thể bị phương Tây lợi dụng, kích động và thách thức sự kiên nhẫn của Trung Quốc, từ đó cung cấp cơ hội cho phương Tây bao vây Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông. Việc truyền thông Trung Quốc liên tục tuyên truyền xuyên tạc và vu cáo Việt Nam cho thấy họ đang lo lắng trước tốc độ mở rộng đảo của chúng ta. Sự lo lắng này không phải là vô cớ, bởi vì trên thực tế, thế giới không ai phản đối những gì Việt Nam đang làm. Trong khi Trung Quốc lại bị chỉ trích kịch liệt, hành động vừa ăn cắp vừa la làng của Trung Quốc chỉ làm tăng thêm sự bất lực của họ mà thôi. Đối với Việt Nam, chúng ta cứ tiếp tục kiên trì bồi đắp và xây dựng các đảo mà không cần phải để ý đến những lời xuyên tạc. Chúng ta phải đảm bảo có thể duy trì quyền tiếp cận các bãi cạn và vùng biển mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền, đặc biệt là trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng quân sự hóa và cưỡng ép ở Biển Đông. Trung Quốc có thể sẽ cho rằng các nỗ lực của Việt Nam vi phạm tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, DOC, năm 2002. Nhưng với việc Trung Quốc đã vi phạm trắng trợn nhiều thỏa thuận, tiếng nói của họ không còn đáng tin cậy nữa. Việt Nam đã rút ra bài học rằng nếu không xây dựng và củng cố các thực thể mà chúng ta đang kiểm soát, việc bảo vệ chủ quyền sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Đây chính là thời điểm thuận lợi để Việt Nam củng cố và duy trì quyền kiểm soát các thực thể ở Trường Sa và Hoàng Sa, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân với những trạm cứu hộ trên biển. Hoạt động cải tạo và mở rộng đảo của Việt Nam thể hiện một động thái chiến lược quan trọng nhằm củng cố vị thế của đất nước trong tranh chấp tại Biển Đông. Trung Quốc vẫn đang là mối đe dọa lớn ở khu vực này, nhưng lịch sử đã chứng minh rằng Việt Nam luôn là một đối thủ kiên cường và không dễ bị bắt nạt. Việt Nam cần tiếp tục thể hiện quyết tâm và sự khôn ngoan trong việc bảo vệ chủ quyền của mình trên Biển Đông. Đối mặt với sự bành trướng của Trung Quốc, mỗi bước đi của chúng ta phải là một phần trong chiến lược dài hạn nhằm đảm bảo an ninh quốc gia và quyền lợi hợp pháp. Với sự ủng hộ từ cộng đồng quốc tế và khả năng tự cường, Việt Nam có đủ cơ sở để duy trì và phát triển các thực thể quan trọng trên Biển Đông. Vậy Việt Nam có thể tiếp tục giữ vững vị thế của mình trong bối cảnh Biển Đông đầy thách thức và cạnh tranh quốc tế như hiện nay? Quý vị đừng ngần ngại chia sẻ ý kiến của mình dưới phần bình luận để ủng hộ kênh nhé! Cảm ơn quý vị đã ở lại theo dõi video đến phút cuối cùng. Thay mặt đội ngũ kênh Thầy Thắng Công Chức, từ tận đáy lòng, ban biên tập chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi hết video. Quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ và theo dõi chúng tôi mỗi ngày nhé. Bây giờ xin mời quý vị xem thêm những video hay nhất của kênh Thầy Thắng Công Chức đang được hiển thị trên màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở video lần sau.